tên là Minh Thảo. Em là tên là Võ Văn Mến. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển, nắng thu vàng chiều rạng bên bờ, tiếng giang mình đẹp làm sao. Thì cách đây 10 năm thì em có thích một người. 2 năm trước thì cũng có thích một người. Ví dụ em có ghen không em? Tánh em có ghen không? Dạ em ghen nhưng mà ghen hiền anh ơi. Thích người có tóc hay là người không có tóc? Có tóc. Mình có tật xấu gì không? Em thì tật xấu em thì cũng hơi nóng tính. Em thì em không thích mà người phụ nữ mà tối ngày nhai vậy đó. Nghe vậy đó cái mình nóng cái mình bỏ mình đi. Đi đâu? Thường thường em đi cắt tóc. Mỗi lần nhận nhau rồi buồn buồn đi cắt tóc. Dạ, nóng hoài thì ra vậy đó. Cắt tóc rồi ví dụ như nặng mụn nè, massage mặt để cho nó thư giãn vậy đó. Trời đất ơi. Em tên là Phạm Minh Đồng. Em tên Hoa, tên đầy đủ là Bành Thị Hoa. Hồi xưa em có hai mối tình rồi chị. Mối tình đầu em nghĩ là hay là tại vì mình thương người ta nhiều quá, mình rút kinh nghiệm mối tình thứ hai, mình thương ít, thương ít người ta đi luôn. 32 tuổi mà chưa có mối tình nào, cũng xem lại giới tính này nha. Có đâu. Quá à. Có không? Em nam tính rõ ràng. Chắc không? Chắc. Em chưa quen ai xem biết em nam tính rõ ràng. Em đi khám rồi chị. Mà hỏi thiệt có thích gái không? Thích chứ sao không thích trời. Tôi nghi giới tính ông này lắm luôn đó nha trời.